Cô Lượng đang làm đồ ăn sáng này cả nhà. Hôm nay Út Lượng đang cuốn để ấy đang cuốn chả lụa hấp á, để ăn bánh cuốn nè. Cả nhà thấy coi nè, đĩa bánh cuốn Lượng cuốn xong rồi nè. Ngon chưa? Mình làm với chả lụa hấp. Cô Lượng hấp chả lụa bằng giấy bạc cả nhà, không có cần lấy chuối. Cả nhà thấy mấy cái món này của Việt Nam mình buổi sáng ăn sáng nè. Nãy giờ cuốn cũng nhiều cả nhà. Cơm Việt Nam buổi sáng ngon ha. Chạy ra tìm có ăn thôi. Còn ở bên Mỹ á, muốn ăn á, phải dậy sớm làm. Lá chuối á, mình phải đi mua cả nhà. Lá chuối thì mình hấp á, mình cuốn á, dẻ nó ngon hơn. Còn cái này á, mình đem giấy bạc cho nó nhanh, rồi Út Lượng ụp nắp lại hấp cho nó chín rồi bắt đầu mình ăn nha cả nhà. Đây Út Lượng hấp cũng để xong rồi nè cả nhà, chả lụa Lượng hấp xong rồi. Rồi mình sẽ lấy ra rồi mình bỏ chả lụa lên cái đĩa bánh cuốn này mình ăn nha. Mời cả nhà cùng ăn sáng nha. Giờ Út Lượng sẽ chan mắm vô cả nhà. Chả lụa này ngon. Gai thơm cả nhà. Tự ra mình mới hấp ra ngon. Cái dưa leo với lại dế nè. Ai thích ăn rau thì bỏ rau vô. Ngon. Bánh cuốn này Út Lượng cuốn thịt. Thịt ở trong á, ngon. Coi nè. Buổi sáng ăn cái mấy món ăn của Việt Nam ngon. Nhà đem Út Lượng hái của nhà Út Lượng nấu nè. Nhà đem đường phèn ngon cả nhà. Đường phèn nó ngọt thanh. Bên Việt Nam thì mình bước ra đường thì có nhiều quán ăn. Còn ở bên Mỹ thì muốn ăn sáng là cũng phải 9 giờ người ta mới mở cửa cả nhà. Mà có khi mình từ nhà mình tới chỗ ăn sáng thì cũng rất là xa. Có khi 15 phút, 20 phút, có người thì ở xe hơn thì nửa tiếng. Mà buổi sáng thì ở bên Mỹ thì đâu có nhiều thời gian gì đâu. Buổi sáng thì nếu mà đi làm á, thì khoảng 5 giờ thì người ta ngủ dậy rồi. Người ta lái xe, người ta đi làm rồi. Có đâu mà ngồi ăn sáng rồi như bên Việt Nam. Việt Nam mình á, thì buổi sáng ngủ dậy thì ăn sáng, rồi có người thì uống cà phê rồi mới đi làm. Còn bên Mỹ thì vậy cả nhà. Trừ khi những ngày mà chủ nhật thứ bảy rồi đó mấy người rảnh á, thì người ta có thể là dẫn gia đình đi ăn sáng hay là nấu ăn tại nhà, nấu mấy món mà cầu kỳ một chút. Chứ còn nếu mà bận rộn thì có thể là mình nấu mấy món mà nhanh đơn giản, còn không là mình nấu buổi tối á, xong rồi mình bỏ trong hộp á, sáng á là bắt đầu họ đem đi làm xong trưa hâm ăn. Còn không á thì ăn mấy cái món như hamburger rồi hay là bánh mì sandwich. Nói chung á là ở Mỹ là gì đó, cuộc sống của những người mà sống ở tại Mỹ thì nói chung là bận rộn cả nhà, ít khi mà có nhiều thời gian rảnh lắm. Út Lượng là có thời gian rảnh á, là do mùa này á thì Út Lượng không có đi làm thành rảnh. Còn mùa hè thì thôi chứ mình bận rộn lắm, đâu có rảnh mà thời gian mà ngồi ở đây nói chuyện chơi rồi ăn sáng mấy cái món mà cầu kỳ của Việt Nam.
buổi sáng có khi á mình ngủ dậy á mình nhịn đói luôn, rồi mình đi làm chứ đâu có thời gian mà rảnh mà ngồi ăn sáng, rảnh mà ngồi ăn sáng rồi mình nói chuyện cả nhà. Ở bên Mỹ là vậy á, ai để từng sống ở Mỹ thì biết, nói chung là ở bên này á thì rất là bận rộn, mình bận rộn mình đi làm cuộc sống như vậy á nên ít có thời gian lắm cả nhà. Ai mà có thời gian nhiều á thì nói chung là người ta ở nhà á, ở nhà người ta làm mấy cái công việc mà bán hàng trên mạng hay là chăm sóc con rồi đó thì người ta mới rảnh, người ta ở nhà thôi à. Chứ còn đa số á, thì ở bên Mỹ á, sáng ai cũng phải đi làm hết, bận rộn hết cả nhà. Đi làm mà có người á, lái xe đi cả tiếng đồng hồ á, mới tới nơi. Như chỗ thành phố của Úc ở á, mà đi tới cái chỗ công ty mà xe á, thì người ta lái xe có khi kẹt xe nữa, đi xe lắm. Thí dụ hận mình đi tới đó là khoảng 30 phút thôi, cho mẹ họ nó kẹt xe cái khi hận 45 xong rồi 50-60 phút thì mới tới nơi. Buổi sáng á, thành cả nhiều người tranh thủ á, 7 giờ đi làm hả, cho mà 5 giờ người ta tranh thủ dậy rồi chế cà phê uống, đem theo mang trong xe đó, rồi bắt đầu vừa uống vừa lái xe. Còn đồ ăn sáng á, thì người ta khỏi ăn luôn, có người xuyên thì ăn, còn có người đem theo xong chưa ăn, cho ra mình ngủ dậy sớm ấy, mình ăn sáng cũng đâu đâu có ngon gì đâu. Thành vậy đó cả nhà. Úc Lượng đa số công việc của Úc Lượng thì làm rau á, thì cũng gần, nói chung á hồi á là mình ở trong vườn rau luôn, thì giờ mình ở cách vườn rau cũng gần lắm cả nhà, nên mình đi làm á là hở sáng cái mình ngủ dậy mình khỏi ăn sáng luôn, mình uống nước lọc xong mình đi làm xong khoảng cỡ 12 giờ hay là 1 giờ trưa gì đó, về xong bắt đầu họ nấu ăn rồi bắt đầu hả chiều á mình đi làm lại. Cái khi hả mùa hè á thì 9 giờ nó mới trời nó mới tối, thành hả làm hả xong rồi buổi tối á mình không thấy đường cắt rau á là mình phải mang đèn lên ở trên trên cái đầu mình nè, xong rồi mình rọi mình cắt, cái khi cắt không 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 thấy đường hả cắt đứt cái tay luôn xong lật đật chạy vô nhà rồi đi vô. Hồi lúc mà mấy năm mà Út mới qua á, thì làm mùa đông cũng làm luôn cả nhà, đâu có rảnh mà nhiều thời gian đâu, mình làm cái khi hở 12 giờ đêm á mình mới vô mình ăn tối cả nhà, là vậy đó. Cuộc sống ở bên này vậy á, mình làm á thì mình mới có thu nhập, chứ còn nếu mà mình không làm á thì đâu có thu nhập đâu. Thành vậy đó, ở bên đây ai cũng phải vậy thôi cả nhà, không riêng gì Út Lượng mà tất cả mấy anh chị mấy em rồi mới quen đây cũng vậy á, người ta cũng phải đi kiếm việc làm rồi người ta làm thôi, trừ khi những người mà người ta có công việc ở nhà hay là nhà của người ta họ chủ đồ này nọ thì người người ta họ từ từ đi, còn mình đó thì tùy thêm mỗi công việc rồi cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà để theo dõi video của Út Lượng nha, buổi sáng thật vui vẻ và hạnh phúc. Và mấy anh chị em bên Việt Nam á thì chúc ngủ ngon nha. Bye bye.